Xin chào các thầy cô và các anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học tìm hiểu về các câu hỏi trắc nghiệm trong phần mềm Storyline. Thì có thể nói rằng là phần câu hỏi trắc nghiệm của Storyline thì nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với tất cả các phần mềm còn lại. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách để chèn và tạo ra những cái câu hỏi trắc nghiệm quen thuộc mà chúng ta đã từng biết ở trong các phần mềm khác. Thì để chèn câu hỏi trắc nghiệm thì chúng ta sẽ vào New Slide và chọn dòng là greatest question là cái câu hỏi chấm điểm. Chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị ở đây rất nhiều dạng câu hỏi. Mọi người có thể thấy đây là những dạng câu hỏi quen thuộc mà chúng ta cũng thấy nó ở trong presenter rồi iSpring, ví dụ như là dạng câu hỏi true false là câu hỏi đúng sai, câu hỏi multiple choice là dạng câu hỏi nhiều lựa chọn, multiple response là có nhiều đáp án đúng, dạng fill in the blank điền vào chỗ trống, word blank là điền từ kéo từ vào chỗ trống, dạng matching là dạng nối cặp đôi đấy, rồi dạng matching theo kiểu là droplet, dropdown vân vân, rồi dạng là sequence, drag and drop kéo thả, rồi dạng cũng câu hỏi thứ tự nhưng mà chúng ta lại có dưới dạng là drop down, tức là có một cái mũi tên trổ xuống và chọn thứ tự, dạng mệnh điền số hay là dạng hotspot. Thế thì tất cả những cái dạng câu hỏi mà iSpring và Presenter có thì Storyline nó cũng đều có, và thậm chí rằng nó còn có và còn chi tiết nhỏ hơn để chúng ta dễ chọn và dễ dùng hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm quen với một cái dạng câu hỏi đầu tiên mà dễ nhiều sử dụng nhiều nhất, đó là dạng câu hỏi nhiều lựa chọn. Mình sẽ bấm vào chỗ là Multiple Choice. Đấy, mình bấm vào Insert Slide. Vậy thì khi chúng ta chèn vào một câu hỏi trắc nghiệm vào, nó sẽ hiển thị ra là ngoài cái slide view là cái mà slide thông thường chúng ta vẫn nhìn thấy, thì nó có thêm một cái là form view là một cái nơi để chúng ta nhập câu hỏi ở bên trong. Thì chúng ta có thể đặt ra các cái câu hỏi, ví dụ như là trong các con vật sau thì con nào là động vật hoang dã, ví dụ như vậy. Và điền ở đây mình sẽ điền các đáp án ở đây, ví dụ như là bò, gà và hà mã, ví dụ vậy. Thì khi đây là nơi cho chúng ta điền các nội dung câu hỏi này, đồng thời chúng ta có thể lựa chọn đáp án nào là đáp án đúng bằng cách đánh dấu tích vào nó này. Ở đây chính là các feedback, các cái phản hồi cho từng câu hỏi, và bên trên correct là khi học sinh trả lời đúng thì hiện dòng chữ gì, incorrect là nếu học sinh trả lời sai thì nó hiện chữ gì. Chúng ta có thể double click nháy đúp vào đây để sửa lại, ví dụ như là chúc mừng bạn trả lời đúng. Đấy. Và mình cũng khuyên các thầy cô rằng là chúng ta nên, đối với mỗi câu hỏi, mỗi đáp án, chúng ta nên cho qua một cái feedback, ví dụ như là trả lời đúng, và các thầy cô nói là mã chính là động vật hoang dã, ví dụ vậy. Đấy. Còn chỗ này thì có thể là rất tiếc. Trả lời chưa đúng, ví dụ thế. Vân vân. Thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại toàn bộ cái phần phản hồi khi người cho học đúng sai. Ngoài ra khi chúng ta bấm vào đây này, bấm vào More thì nó sẽ hiển thị thêm để cho chúng ta có thể chọn được là phần âm thanh này. Chỗ này là ghi âm cái lời nói của mình vào, ví dụ mình có thể đọc ở đây là bạn, đây này, bạn trả lời sai rồi nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ có phần ghi âm này, chúng ta có thể bấm đây để nghe thử, bạn trả lời sai rồi nhé. Rồi đấy. Ngoài ra thì nếu các bạn không thích thì có thể xóa đi đấy, và chúng ta hoàn toàn có thể là chỉnh sửa được cái phần đó ở đây. Đồng thời nếu mình có sẵn một âm thanh đúng sai rồi thì chúng ta có thể lấy luôn để đưa vào. Mình có thể bấm vào là import audio file này, bấm vào đây đó, và mình sẽ tìm đến, ví dụ như ở trong cái tư liệu của thầy cô ấy, thì mở cái bài quy này ra, mình để cho các thầy cô đây các cái âm thanh đúng sai để chèn vào giáo án đây không. Đấy, thì cô sẽ bấm vào để phải chọn, rồi bấm đây để nghe thử. Đấy, bấm ok. Ở đây thì nó còn cho các thầy cô có thể thêm các lựa chọn như là chỉnh sửa đây này, phần in đậm in nghiêng cho cái phần trả lời này vân vân này,
rồi có thể chèn vào đây cả đường dẫn đến một cái trang web khác. Và chỗ này là cái chỗ là nếu học sinh trả lời đúng thì dẫn đến trang slide nào, chúng ta hoàn toàn có thể là phân nhánh cho nó ở đây. Đấy, nó rất hay ở đây. Đấy, sau đó thì bấm OK. Và các thầy cô rằng với cái chức năng này thì mỗi câu trả lời đúng hoặc sai thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa vào đây một cái phần âm thanh ghi âm khác nhau, chứ nó không giống như là presenter là nó chỉ cho một cái nào đó. Nếu mà chúng ta mặc định vào nó rất là linh hoạt ở đây thì hoàn toàn có thể linh hoạt được với tất cả các đáp án, mình có thể đưa ra âm thanh tùy ý đó. Ngoài ra thì khi chúng ta để ý lên phần trên này, chúng ta sẽ thấy những cái như sau là đây là feedback là theo question đó. Hoặc có chúng ta có thể đưa ra cái sự phản hồi theo lựa chọn. Các thầy cô có thể thấy rằng bây giờ đây, với mỗi câu trả lời này mình có thể có riêng một cái feedback khác nhau. Mình có thể đánh là bò không phải là động vật hoang dã. Đấy, vậy thì khi học sinh bấm vào chữ bò này thì nó sẽ hiển thị ra cái dòng này, chứ nó không phải là hiển thị là chỉ một câu là sai rồi. Đấy, gà này cũng thế, mình có thể đưa vào đây là rất là nhiều thứ, đó là lời nói của mình này, hình ảnh âm thanh tiếng gà gáy hay cái gì đó chúng ta có thể đưa vào đó, rồi hà mã vân vân. Thì đây là phần hiển thị cái feedback theo từng đáp án, chứ không phải là theo cả câu hỏi như ở dưới này nữa. Đấy, đấy, ví dụ như là nếu học sinh chọn gà thì gà là vật nuôi nhé, rồi bấm vào chọn hà mã thì bảo là đúng rồi, hà mã sống trong đầm lầy trong rừng gì vậy gì đó chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế thì mình có thể cho mỗi cái đáp án mà người học lựa chọn nó sẽ có một cái feedback riêng. Rồi đồng thời thì ở đây các thầy cô sẽ thấy rằng là cái điểm chúng ta hoàn toàn có thể điểm cho điểm theo câu hỏi live question, tức là cả câu hỏi này thì được bao nhiêu điểm các thầy cô sẽ có thể cho điểm. Đây là chính là điểm điểm theo câu hỏi, nếu trả lời đúng thì được bao nhiêu điểm, cho 10 điểm. À, trả lời sai thì cho 0 điểm. À, ví dụ như vậy. Nhưng cái phần mềm này nó còn mạnh mẽ hơn tất cả các phần mềm khác nữa là ở chỗ thế này, là mình có thể cho là ví dụ đây giả sử mình có thể cho là nếu mà chọn đáp án bò thì sẽ cho là ví dụ đáp án đúng hà mã là 10 điểm nha. À, đáp án bò thì được khoảng 5 điểm, còn đáp án gà thì chỉ được là 0 điểm hoặc được 1 điểm, thì mình hoàn toàn có thể cho điểm rời bằng cách là cho điểm by choice. Đấy. Khi cho điểm theo này thì đây là đáp án đúng thì được 10 điểm này. Ví dụ nếu bò thì nó có loại bò rừng, bò nhà đúng không? Vậy cho nếu chọn bò thì mình cho 5 điểm. Đấy. Ví dụ thế, chọn gà cho 2 điểm, ví dụ vậy. Thế thì hoàn toàn chúng ta cho điểm học sinh nó rất linh hoạt. Đấy. Không giống như các phần mềm khác là nó chỉ cho điểm theo đúng sai, tức là theo câu hỏi thôi, thì ở đây nó có thêm là cho điểm theo lựa chọn. OK. À, đối với khi chúng ta chèn một câu hỏi vào thì chúng ta hoàn toàn có thể chèn một cái media file như là một cái video hay một cái picture ở đấy để chèn vào. Đó. Thì ví dụ như mình bấm vào đây, mình chọn cái phần hỏi, mình có thể chèn vào đây một cái hình ảnh gì đó. Mình chèn cái hình này chẳng hạn để đưa vào xem như nào. Thì mọi người có sẽ nhìn thấy rằng là cái hình ảnh ở bên bên trên này, bên ngoài này nó sẽ hiển thị cho chúng ta thấy rằng đây là các đáp án này, rồi đây là có một cái hình ảnh và nó sẽ nằm như thế này. Đấy, chúng ta có thể chèn đây những cái âm thanh và âm thanh hoặc là ghi âm cho cái slide này, thì chúng ta hoàn toàn có thể là chèn phần âm thanh như là đọc câu hỏi hay là chèn cái phần gì đó, chúng ta đưa toàn bộ phần âm thanh vào đây. Như vậy là chúng ta đã có đầy đủ các thứ. Và khi chúng ta mở lại cái chỗ slide view này thì mọi người sẽ thấy nó rất là tuyệt vời như sau này. Đây, ở đây cái slide view thì nó là giống toàn bộ cái, nó chỉ giống như một cái trang slide để cho mình thiết kế. Ở đây bây giờ mình sẽ review thử cái câu hỏi này để cho mọi người nhìn trước nha. Đây, và mình có thể bấm vào đây để zoom cái hình ảnh lên này, và một trạng thái bình thường này. Bấm chọn đáp án này. Đấy, và khi trả lời thì nó ra. Đó, OK. Đấy. Mình bấm replay lại cái slide này. Mình chọn bò thì bấm vào đây. Nó sẽ ra cái thông báo như thế này. OK. Đó.
Đó thì đối với khi nó ra cái slide view này, mọi người sẽ thấy rằng nó sẽ có một lớp nền, đó chính là lớp câu hỏi này. Có các cái lớp, đó là lớp thứ hai, nó chỉ có cái này. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể sửa lại cái nội dung này. Đó, hoàn toàn có thể sửa được. Các thầy cô cũng có thể hoàn toàn là khi cái này mình có thể hoàn toàn xóa hết nội dung của nó đi. Xóa hết nội dung đi. Và mình sẽ thay vào đây là có thể là hình mặt cười, mặt mếu, ví dụ thế. Ví dụ mình đây là mình sẽ cho là đáp án Hà Mã nha. Ví dụ Hà Mã là đáp án đúng đúng không? Rồi mình muốn là xóa những cái thứ này đi. Xóa hết đi, mình không để cái này nữa. Rồi, mình sẽ chèn vào đây. Không phải dòng chữ nữa, mình sẽ chèn vào đây một cái hình ảnh. The picture là mặt cười chẳng hạn. Vậy thì trả lời đúng nó sẽ ra cái mặt cười này. Nào, mình sẽ thử review thử để xem thế nào. This slide. Hào bây giờ bấm chọn Hà Mã nha, bấm trả lời này. Đây, thì nó hiển thị ra một cái hình ảnh. Và mình cũng hoàn toàn có thể chèn thêm được một cái âm thanh vào đây. À, ngoài hình ảnh ra còn âm thanh thì mình cứ việc chèn âm thanh bình thường vào Insert Audio, chọn lấy một cái âm thanh. Trong cái thư mục tư liệu các thầy cô thì Phương đã tặng các thầy cô rất là nhiều các cái âm thanh khác nhau. Đó, vào thư mục tư liệu, vào quy này, mình có cả âm thanh đúng sai này, rồi âm thanh các loại động vật này, đó, vân vân, để các thầy cô điền vào. Mình có thể lấy hình ảnh âm thanh của con Hà Mã mình chèn vào, hoặc là mình có thể lấy cái hình ảnh một cái âm thanh đúng sai mình bấm vào. Đúng rồi, bạn giỏi quá, chèn vào đó. Vậy thì đúng lúc chúng ta review thì nó sẽ có cả hình ảnh, có cả âm thanh luôn. Đây, bấm vào Hà Mã để trả lời này. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Thấy không ạ? À, thì có cả âm thanh, cả hình ảnh, rất là hay. À, và mình muốn chèn bất kỳ cái gì hiển thị vào trong cái trang slide khi mà người học trả lời đúng thì mình cứ việc chèn nó vào. Tuy nhiên là mọi người thấy rằng chỗ này của mình nó lại có cái nền này mà mình bấm vào đây thì không xóa đi được. Thế làm thế nào để xóa được cái bố cục sẵn của nó ở đây, cái màu này? Thì chúng ta sẽ để ẩn cái khối này đi. Thì chúng ta sẽ làm như sau: chúng ta sẽ vào view này và chúng ta sẽ vào là feedback master để hiển thị cái trang feedback của nó. Mình có thể bấm là hide background graphic thì nó sẽ ẩn cái background graphic này đi. Đó, mình bấm close. Lúc đó nó sẽ không còn hiển thị cái đó ở đây nữa. Và chúng ta chỉ có mỗi mình đặt cái này ở đây thì nó chỉ có cái này ở đây thôi. Giờ mình sẽ review lại. Ok, mình sẽ bấm vào Hà Mã này. Đấy, nó hiển thị cái Đúng này. rồi, bạn giỏi lắm. Được chưa? Xong, bấm Close lại. Nếu mọi người muốn là sau khi mà nó hiển thị cái này xong, đó, thì nó sẽ tắt đi để chúng ta chọn đáp án khác, đúng không? Thì chúng ta nhớ lại là trước Phương đã có một cái bài hướng dẫn về cái này rồi. Thì chúng ta sẽ thêm một cái trigger. Đó là trigger là gì? Sẽ ẩn hai layer, ẩn cái lớp này khi nào? Khi mà timeline reach đến một cái thời điểm nào đấy, ví dụ như là cho nó chỉ hiện cái mặt cười đấy trong 3 giây thôi, thì nó chỉ 3 giây sau là nó tắt đi. Đấy, bấm vào review this slide. Nào, bây giờ mình bấm vào Hà Mã nha. Bấm vào đây. Đúng rồi, bạn. Đó, và sau 3 giây sau thì nó tắt đi. Đó. Thế thôi, vậy là xong. Tuy nhiên rằng là chúng ta lại quay trở lại cái lớp nền này. Lớp nền này thì chúng ta hoàn toàn có thể co giãn, chỉnh sửa để cho nó rất là đẹp, cho nó không giống như các phần mềm khác. Mình có thể xóa cái ảnh này đi. Xóa nó đi. Đó, mọi người khi bấm vào đây này, sẽ thấy rằng là nó có các cái này. Đó, vậy thì mình hoàn toàn có thể là thu nhỏ cái này lại. Đấy, nếu mình thu nhỏ cái này thì cái này nó vẫn dài, mình có thể là bấm cái này, bấm Shift để chọn tất cả các cái ô và mình thu nhỏ lại như này. Đó. Và cái này mình có thể di chuyển nó đến một cái vị trí khác. Đấy, mình có thể kéo dài thu hoặc là mình sẽ sắp xếp nó lại như thế này. Ví dụ mình để như này.
Bây giờ mình muốn sắp xếp nó ra để có thể đưa vào đây các là các hình ảnh, các con vật chứ không phải là dòng chữ này nữa đúng không? À, mọi người cứ thoải mái kéo đi. Sau đó mình sẽ bấm Shift hoặc bấm Control rồi mình vào Format này, vào chỗ Align này để sắp xếp cho nó thẳng hàng luôn. Đấy, thì không ngại cái chuyện đó, hoặc là muốn cho nó canh đều nhau ra đấy, thì hoàn toàn cũng có thể được. Đấy, chúng ta có cái này đấy, để vào đấy, để xuống dưới này. Giờ mình muốn rằng là chỗ này sẽ mình sẽ lấy một cái ảnh làm nền cho nó này, Insert Picture này, From File, lấy một cái ảnh ra làm nền, đưa cái nền vào đây, mọi người thấy không? Đấy, cho nó xuống dưới cùng. Đấy, vậy là đã có nền. Đấy, và lớp này timeline này mình sẽ khóa cái ảnh nền này lại, đây là cái ảnh nền đúng không, khóa nó lại thì bây giờ nó không di chuyển được nữa. Rồi bò này, gà gì đó đúng không, chúng ta sẽ đưa vào đây cho lên đây. Đấy, nếu như mà mình chỉ muốn chèn các ảnh các con vật vào đây thì mình vào Insert Picture. Đấy, hoàn toàn có thể chèn nó vào. À, mà ở đây. Rồi. Khi chèn vào thì mình có thể là co kéo của nó này. À, co kéo hình ảnh của chú gà, hình ảnh của chú bò mình đặt vào. Đó. Vậy thì khi chúng ta trình chiếu này thì chúng ta còn nếu thích để chữ thì để chữ, còn nếu không thì có thể cô cứ việc thoải mái xóa hết chữ đi, không để chữ nữa mà chỉ để hình ảnh thôi. Đặc biệt là nếu như mà chúng ta làm bài cho các con mầm non thì các con chưa biết đọc thì chúng ta xóa hết chữ đi, chỉ để các nút đây thôi đó. Và bây giờ mình sẽ trình chiếu thử. Rồi mọi người nhìn nha. Đó, thì khi chúng ta bấm này nó sẽ hiển thị lựa chọn và bấm bấm. À, tại sao vậy, chỗ này nó lại hiển thị là gà ở đây vì chúng ta quay trở lại này, mình sẽ để lại chữ để các thầy cô nhìn nha, và mình để chữ và review this slide. Thế thì bò này, chỗ này giờ nó lại nhảy, nó không phải là hà mã nữa mà nó gà, nó mà là hà mã, gà lại nhảy sang đây. À, bởi vì sao, bởi vì là chúng ta đã đặt cái chế độ là tự đảo vị trí của các đáp án. Vậy thì khi nếu mà chúng ta làm các cái câu hỏi mà có chứa các hình ảnh này, nó gắn liền với chữ này, thì tốt nhất là chúng ta đừng cho phép đảo thay đảo vị trí của câu trả lời. À, thì bấm vào đây, mình sẽ vào cái chỗ form view này, và ở đây chỗ sub answer này mình bấm none thì nó sẽ không cho đảo vị trí nữa. À, và bây giờ thì cái mình sẽ chọn, phải chọn lại cái đáp án đúng là hà mã ở đây. Và bây giờ mình sẽ review lại cái slide này. Đó, thì các đáp án nó sẽ không thay đổi vị trí nữa. À, và khi người học bấm trả lời, chúng ta thấy là à, mà đây bây giờ mình chỉ cho người học trả lời một lần thôi. Vậy mình muốn người học trả lời nhiều lần thì vào đâu? Thì chúng ta sẽ vào cái chỗ là Action này, chúng ta chọn số lần cho người học trả lời. Ví dụ mình cho trả lời 3 lần. The review this slide. Ok, nào trả lời lần thứ nhất là gà. À, gà là vật nuôi nhé. Bấm continue, chọn lại bò. Trả lời. Bò không phải là động vật hoang dã. Đấy, chọn hà mã. Bấm trả lời. Đúng rồi, bạn giỏi. Rồi, vậy thì nó sẽ ra được như vậy. Đây thì đấy là nội dung toàn bộ của phần tạo câu hỏi. Bài này sẽ hơi dài một chút, tuy nhiên rằng là mình muốn giới thiệu đầy đủ để các thầy cô và các bạn có thể nắm được cái cách để tạo câu hỏi cũng như bố cục hoàn toàn toàn bộ một cái câu hỏi, làm sao để chúng ta có thể nó theo đúng ý của mình. Với những dòng chữ này, nếu các thầy cô dạy mầm non và không muốn sử dụng nữa thì chúng ta sẽ bỏ nó đi bằng cách là chúng ta sẽ xóa nó đi bằng và để lại vài cái dấu cách ở đấy để cho nó vẫn tồn tại. Đấy. Vậy thì khi các con hiển thị lên nó sẽ không có chữ nữa mà nó sẽ chỉ có các nút bấm thôi. Đó, vậy thì đây chính là toàn bộ nội dung về bài tạo câu hỏi trắc nghiệm, với cái dạng một là dạng câu hỏi nhiều một lựa chọn một đáp án đúng,
Và hy vọng dựng với các bạn với cái phần trình bày này thì các thầy cô có thể biết custom lại, biết thiết kế lại các cái câu hỏi để làm sao cho thầy nó hết sức là phong phú, đa dạng, chúng ta có hiển thị nó bằng bất kỳ những cái gì và chúng ta sẽ làm được một cái bài học nó cực kỳ là sinh động. Và Phương xin hẹn gặp lại các mọi người ở bài học tiếp theo để hướng dẫn nốt về các dạng câu hỏi trắc nghiệm còn lại.